Chào mừng mọi người đã đến với đọc truyện cùng Lim. Hôm nay Lim sẽ mang đến bộ truyện Tảo Mộ của Ngô Trầm Thủy. Quyển 1, chương 1. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, gió nhẹ mơn man, những tia nắng vàng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, trăm hoa đua nở trong sắc xuân ấm áp. Tôi cũng cảm thấy tràn đầy sức sống, có thể liệt kê cả tràng văn tả cảnh từ thời tiểu học, nói đến khi khắp người sợn đầy gai ốc mới thôi. Nhưng mấy câu từ trau chuốt này đều chẳng bằng một tứ thơ. Gió thoảng mây vờn nhẹ nắng trưa, tôi nhẩm đọc thầm rồi khoan khoái nhắm mắt lại. Câu tiếp theo liền bật ra khỏi miệng trôi chảy theo quán tính. Đường hoa bến nước liễu đong đưa, đã từng có thời kỳ mỗi ngày tôi đều phải học thuộc những bài thơ này. Cha tôi là một người học đòi phong nhã, luôn thích làm chuyện khác đời, vậy nên ông chẳng thích tống từ mà lại trộm tống thi. Thân là con trai độc nhất, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải xem sở thích của cha mình là bài tập bắt buộc. Học riết rồi cũng chẳng thấy việc này có gì không tốt, chỉ ít nó đã từng giúp tôi tô điểm thêm không ít cái gọi là khí chất nho nhã, nhưng giờ đã chẳng cần nữa rồi. Tôi ngồi phịch xuống bậc đá, móc ra bao thuốc camê và chiếc bật lửa dùng một lần mua trong cửa hàng tiện lợi, lóng ngóng châm điếu thuốc. Tôi rít sâu vào một hơi rồi từ từ nhả khói ra, đúng là sướng tê người. Tôi buông lời cảm khái rồi lại hít thật sâu, ngửa mặt chậm rãi nhả ra từng ngụm khói trắng. Tôi chợt quay đầu lại nhìn anh chàng trông có vẻ bình thường và nhu nhược trong tấm hình khảm trên bia mộ kia, miệng nhoẻn cười rồi lấy gói thuốc lá ra nhét vào khe đá, đưa tay vỗ vỗ phiến đá cẩm thạch đắt tiền. Tôi cười bảo, Lâm Thế Đông, anh cũng hút một điếu đi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, thời tiết tốt thế này, cực thích hợp ra ngoài chơi xuân, dã ngoại, du ngoạn, hẹn hò và đương nhiên cũng hợp để đi tạo mộ. Những tia nắng vẫn chan hòa chiếu rọi, cuối cùng tôi cũng gom đủ sức lực để bắt xe đến xem thử ngôi mộ này, nơi bản thân từ lâu đã luôn nghĩ về, nhưng mãi vẫn chưa từng đến thăm một lần. Anh chàng trong bức hình nhìn về phía tôi với ánh mắt hiền hậu và vô hại, đôi mày nhàn nhạt khẽ trau lại, đôi môi chẳng có chút đặc sắc hơi nhướng lên theo thói quen, toát lên vẻ hòa nhã ôn tồn và cung cách lịch sự. Tôi khẽ bật cười, đúng rồi, sinh thời anh ta luôn như thế, gặp ai cũng mỉm cười ấm áp và dịu dàng. Những khi ra ngoài dùng cơm, dù là nhân viên mở cửa hoặc bồi bàn rót rượu, anh ta cũng đều lịch sự với họ vô cùng. Anh chàng này bình sinh chưa bao giờ tỏ ra cứng rắn hay khiến ai phải khó xử. Năm đó, giới thượng Lưu Hồng Công truyền tai nhau câu chuyện như sau. Lần ấy, Lâm Công Tử tổ chức dạ tiệc ở một nhà hàng Pháp cao cấp. Khách khứa mời đến đều là các doanh nhân trong giới. Trong đó, không thiếu bọn trọc phú mù tịt chuyện lễ nghi. Giữa đám ấy có một gã trọc phú nọ, nhầm tưởng nước chanh rửa tay là nước dùng trước bữa ăn, bèn cầm lên uống. Liền bị mấy kẻ tự xưng là thượng lưu kia dầm dì cười nhạo. Nào ngờ lúc ấy, Lâm Thế Đông bước lên trước, chẳng nói chẳng rằng, cầm ly nước chanh đưa lên miệng uống. Phong thái khoan dung và đúng mực ấy nhanh chóng trở thành giai thoại được mọi người dị tai nhau. Ai nấy đều tấm tắc khen Lâm Công Tử phong độ hơn người. Mấy kẻ mới học sơ sài lễ nghi châu Âu nào có thể sánh được cơ chứ. Chẳng phải tôi bốc phét gì, toàn Hồng Công khi ấy, hễ nhắc đến Lâm Công Tử của Lâm gia, làm gì có ai lại không giơ ngón cái thêm một câu, quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc. Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết, vì chút sĩ diện đó, anh ta đã phải từ bỏ biết bao thú vui, rồi ném biết bao cảm xúc chân thực. Rõ ràng, anh ta chỉ thích hút camen, loại thuốc nặng mùi và đầy hào sảng, nhưng lại buộc phải thưởng thức xì gà trước mặt nam giới. Còn khi ở cạnh phái đẹp thì phải nhịn thuốc, hòng duy trì phong độ lịch thiệp của một quý ông. Rõ ràng, anh ta chỉ thích mặc trang phục rộng rãi, thoải mái, nhưng mỗi ngày đều phải khoác lên mình bộ quan lê ba lớp tiêu chuẩn được đặt may từ Anh, cố gắng nhét cơ thể mạnh khảnh vào trong lớp vỏ bọc cứng nhắc có tên bao suit đó, liều mạng đóng tròn vai một chàng công tử quý phái, lịch lãm. Rõ ràng, anh ta thích khảo cổ học, nhưng lại phải bon chen, dấn thân vào giới kinh doanh. Suốt ngày ngồi bàn giấy tính toán lợi nhuận, quyết định chiến lược, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều rơi vào kiệt quệ, khổ sở chăm bé. Nhưng mấy việc đó cũng chẳng đáng là gì. Điều nực cười nhất trong bao chuyện lừa lọc người đời mà anh ta từng làm chính là rành rành chỉ thích đàn ông, ấy thế lại học đòi thói đời, đi hẹn hò, đính hôn với tiểu thư danh giá. Rõ ràng yêu đắm đuối một chàng trai, nhưng trước mặt mọi người cứ luôn tỏ ra anh em thuận hòa.
tự lừa người và cũng dối mình rằng chị xem cậu ta là đứa em họ mình cực kỳ yêu thương. Theo tôi, anh ta thực ra chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Tôi phá ra cười ha hả, đúng là khoái trá gì đâu. Ngồi trước mộ của Lâm Thế Đông, tôi tổng kết lại cuộc đời anh ta không nằm ngoài 8 chữ: hy sinh vô ích, hại người hại mình. Cười quá đà nên sặc khói thuốc, tôi ho khủng khủng, lồng ngực nhói lên từng cơn đau buốt. Đây là di chứng từ tai nạn giao thông trước đó. Nhà tôi nghèo, mẹ đi bán rau ở chợ để kiếm tiền, mỗi ngày làm quần quật từ sáng đến tối suốt 14 tiếng đồng hồ. Mệt lá cả người cũng chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Sau tai nạn, tôi ở bệnh viện giữ được cái mạng quèn, nhưng nào có dư tiền mà nằm đó từ từ dưỡng bệnh, nên tôi đánh xuất viện sớm. Hết cách, mẹ chỉ có thể hầm canh bổ mỗi ngày, dỗ dành tôi rằng chỉ cần uống nó sẽ chóng khỏe lại thôi. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại chợt thấy buồn cười. Nhớ khi xưa, điều Lâm Thế Đông thích làm nhất chính là ra tay giúp đỡ những nghệ sĩ túng quẫn. Anh ta sẵn sàng bỏ cả trăm hoặc mấy trăm ngàn chỉ để mua về một tác phẩm hạng ba mà trên đó đề hai câu thơ: lòng vui ta hiểu nào ai biết, lại bảo ta như trẻ nít đùa. Khoản tiền lớn đó, e rằng cả đời này người mẹ tội nghiệp của tôi có mơ cũng chẳng dám mơ đến. Nếu bà mà biết Lâm công tử phá ra đến thế, ắt sẽ mắng té tát vào mặt: chết không cơ chứ, cái đồ cậu ấm cô chiêu, trời đánh thánh đâm cho con. Không sai, câu kết luận mà người mẹ thân yêu của tôi rút ra phải nói là quá chính xác. Lâm Thế Đông phung tiền như rác, nhưng sau lưng ai mà chẳng nghĩ anh ta là thằng đần tiêu tiền oan. Có ai thật lòng biết ơn anh ta? Lúc nào anh ta cũng suy nghĩ cho người khác, đối với em họ lại càng thương yêu hết mực, chỉ muốn moi hết tim gan, dốc hết bầu nhiệt huyết làm tất cả vì cậu ta. Nhưng kết quả thì sao? Những người anh ta yêu thương ngoài mặt vờ phí thân thiết, xưng anh, xưng em ngọt ngào, nhưng đằng sau thì kết cấu với công ty đối thủ, đẩy anh ta vào thế tứ bề thọ địch, rồi còn bày ra cạm bẫy bỉ ổi, khiến anh ta thân bại danh liệt. Chẳng đặng đừng, Lâm Thế Đông tìm đến nhà em họ, nào ngờ tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta và đối thủ đang trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hồn siêu phách lạc lặng lẽ rời đi. Đứng trong cơn bần thần ấy, Lâm Thế Đông bất ngờ bị một chiếc xe bồn 5 tấn lao đến nghiền thành một khối thịt nát vụn. Kết cuộc của anh ta chẳng phải là tự làm tự chịu, đáng kiếp bị trời đánh đó sao? Đúng rồi, quên nhắc một chuyện, gã đối thủ kia chính là tên chọc phù đã mất mặt trong bữa tiệc năm ấy của Lâm Thế Đông. Đầu óc đơn thuần của Lâm Thế Đông khi ấy chứa sạch những phong độ quân tử nực cười, chỉ biết nghĩ đến mấy cách đối đãi khách khứa nhàm chán kia thôi. Trong tâm trí non nớt kinh nghiệm và thiếu sắc bén của mình, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng việc uống nước chanh cùng tên ấy trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là hành động nhằm giúp khách mời tránh phải ngượng ngùng, nhưng đối với hắn lại là sự sỉ nhục còn nặng nề hơn cả những lời chế giễu. Từ đó, hắn xem anh ta là cái gai trong mắt, trên thương trường thì bắt đầu giả vờ hợp tác, hòng chiếm lấy lòng tin, sau đó lại lợi dụng thực lực của Lâm Thị, không ngừng khuếch trương địa bàn của riêng mình, đến khi lông cánh cứng cáp rồi lại lập tức quay lại, chèn ép làm khó anh ta đủ điều. Cuối cùng còn cấu kết với em họ anh ta, nội ứng ngoại hợp, đánh sập cơ nghiệp nhà họ Lâm một cách triệt để. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười. Câu chuyện của Lâm Thế Đông tất nhiên cũng đáng buồn tủi, tội nghiệp, nhưng có sự can thiệp của gã đối thủ kia, ngược lại khiến tôi cứ thấy cuộc đời anh ta nực cười gì đâu. Có ai ngờ cơ nghiệp 80 năm của Lâm gia lại tiêu tan chỉ vì một ly nước chanh. Còn Lâm công tử lại chỉ vì lo chuyện bao đồng, đi uống ly nước chanh đó, kết cuộc là lên bàn thờ ngồi. Liệu có thể kết luận đây là vụ án mạng bắt nguồn từ một ly nước chanh không nhỉ? Tôi càng thích thú cười rộ, cơn mệt mỏi vì phải kéo lê tấm thân bệnh tật này lên núi dường như cũng được xoa dịu trong phút chốc. Quả là không tồi, Lâm Thế Đông à, tôi nhìn gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, thầm nhủ. Khi sống, anh chẳng mang niềm vui nào cho ai, không ngờ chết rồi, ấy lại có thể khiến tôi cười ra nước mắt. Xem ra, cái chết của anh cũng không đến nỗi vô giá trị, chí ít đã khiến hai kẻ hận anh được yên lòng hạ dạ, từ đây bước trên con đường hạnh phúc. Chí ít đã khiến một kẻ qua đường là tôi bật cười khoái chí, cũng xem như không uổng công hôm nay tôi giấu mẹ, cực khổ đổi ba chuyến xe buýt, chạy đến đây viếng mộ. À, còn tốn mất hai bữa ăn của tôi để mua gói camen 39 đồng này cho anh nữa. Anh cũng đừng chê nhé. Tôi nói với bức hình Lâm Thế Đông. Gói camen này gần 40 đồng lận. Nếu tiết kiệm chút thì số tiền đó đủ để gia đình tôi ăn cả một ngày đấy. Chắc anh không ngờ chứ gì.
có đủ cả rau, thịt, cá, cộng thêm tôi dày công chế biến, thế nào cũng được mấy món ngon bổ rẻ. Năm xưa, một bữa cơm của anh tốn 10, 20 ngàn đồng là chuyện nhỏ, nhưng rồi sao nào, chẳng phải cũng hao tâm tổn sức, mắc bệnh đau dạ dày đó sao? Anh hẹn hò với tiểu thư Đài Cát, thăm hỏi các bậc trưởng bối, tiền mua lễ vật nhiều không kể xiết. Nhưng mẹ kiếp, có ai thật lòng thật dạ tặng anh một món đồ không? Cho nên ấy, anh nên thỏa mãn đi là vừa. Tôi kéo tay áo, lau nhẹ bức hình trên bia. Chàng trai trong ấy vẫn khẽ mỉm cười, nhẹ tựa gió thoảng mây trôi. Tôi ngẹo đầu nhìn anh ta, rồi lắc đầu, bảo Lâm Thế Đông, bỗng dưng tôi cảm thấy ngoại hình anh chẳng đến nỗi nào, tính tình cũng tốt, học thức không tồi, gia cảnh thì càng khỏi chê. Thế thì tại sao, trừ bà bảy quản gia, chẳng bói đâu ra một người thật lòng tốt với anh vậy hả? Anh ta đương nhiên là chẳng trả lời được rồi. Tôi thở dài, đưa tay vỗ vỗ tấm bia để an ủi. Tôi chợt nhận ra ngôi mộ được xây rất tráng lệ, đến cả hai bức tượng thiên sứ nhỏ trước mộ cũng toát lên vẻ sang trọng, cổ điển, rất giống phong cách của những tác phẩm thủ công xuất xứ từ miền Nam châu Âu. Chất liệu đá lẫn tay nghề chạm trổ đều thuộc hàng thượng hạng, chi phí đắt đỏ. Xứ Càng Thơm tuy đã có lịch sử Âu hóa lâu đời, nhưng dân gian vẫn khá mê tín, nhất là giới kinh doanh xem trọng bài trí phong thủy vô cùng. Ngặt nỗi, Hồng Kông tức đất tức vàng, đất chôn cất đắt đến phát khiếp, giá cả nơi yên nghỉ cho người đã khuất chẳng kém cạnh gì chung cư cho người sống. Lúc này tôi mới chợt chú ý, phương hướng của mộ Lâm Thế Đông khá tốt. Tuy không rành rẽ lắm, nhưng tôi cũng nhìn ra nơi đây là đắc địa, dẫu nhà giàu lắm tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu chuyện này xảy ra trước khi Lâm công tử phá sản, đương nhiên chẳng có gì là lạ. Nhưng vấn đề là khi Lâm Thế Đông chết, công ty đã tuyên bố phá sản, và lại còn dính vào vụ tai tiếng kia, những người từng quen biết e rằng muốn tránh xa anh ta còn không kịp. Làm sao lại có kẻ dư tiền đi thu liệm an táng cho người đàn ông đáng thương mà cũng đáng buồn cười này cơ chứ, còn mua cả huyệt mộ đất đỏ để chôn cất anh ta. Tôi vắt óc nghĩ mãi chẳng nghĩ ra, chỉ nhớ rõ ràng mình đã chuyển số tài sản cuối cùng cho bà Bảy, người quản gia già đã phục vụ Lâm gia suốt nhiều năm, đồng thời còn bịa ra một lời nói dối vụng về, khuyên bà cụ trở về Đài Loan an hưởng tuổi già. Tối hôm ấy, trước khi chạy đến nhà cậu em họ thân yêu của mình, tôi đã chuẩn bị một khẩu súng lên nòng sẵn trong thư phòng, không một xu dính túi, lại thêm nợ nần chồng chất, thanh danh thì sụp đổ tan tành. Tôi đến gặp cậu ta chỉ là muốn nhìn mặt người mà tôi yêu say đắm lần cuối, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi. Thế nhưng khi tôi dùng chiếc chìa khóa dự phòng từ cửa sau lẻ vào ngôi biệt thự trên đỉnh núi mà mình đã mua tặng đứa trẻ ấy hồi trước, tại nơi đó tôi nghe thấy vài câu đối thoại giữa cậu ta và tên kia, chứng kiến hai người hối hả xé quần áo của đối phương rồi cuốn vào nhau làm tình trên chính chiếc sofa rộng rãi do đích thân tôi chọn. Thế giới vốn đã sụp đổ của tôi ngay khoảnh khắc ấy bỗng chốc hóa thành tro tàn. Tuy chỉ nghe được đôi ba câu nhưng với tôi đã là quá đủ. Nhớ đến những manh mối thường ngày mà bản thân đã lơ là bỏ qua, tôi lập tức vỡ lẽ. Thì ra tôi đã sớm rơi vào một cái bẫy chẳng lấy làm cao siêu lắm. Mục tiêu của họ là tôi, hai người họ đều hận tôi. Không sai, tôi chính là Lâm Thế Đông, anh chàng vốn phải nằm trong ngôi mộ đó đấy. Nhưng tôi cũng không hẳn là anh ta, bởi vì thân thể của Lâm Thế Đông quả thực đã bẹp xí dưới bánh xe bồn kia rồi. Nhưng còn linh hồn thì chẳng hiểu tại sao lại chuyển sinh vào cơ thể của một cậu bé. Tôi bây giờ bên ngoài khoác thân xác của một thiếu niên, nhưng chứa đựng bên trong lại là một linh hồn đầy dẫy thương tích, phất phơ phiêu lãng đến nơi này hòng tiếp xúc thâm mập với ngôi mộ của mình kiếp trước, sẵn tiện làm cái tổng kết về cuộc đời Lâm Thế Đông. Xem ra cuộc tổng kết cũng chẳng đến nỗi nào, ít ra tôi đã khiến bạn thân bật cười thích thú, lại châm thêm một điếu thuốc, đặt chiếc nấm mồ của Lâm Thế Đông. Tôi nói với cái tôi xa xăm kia, nè, hút được tí hút đi nhé. Mà tôi bảo này, có phải chúng ta mắc nợ cái nào đó không nhỉ? Năm xưa anh rủng rỉnh tiền mua Camen, nhưng cứ thích giả vờ giả vịt không hút. Tôi bây giờ ấy à, một là không mua nổi, hai là phổi cùi bắp không hút được. Anh nói xem, sao chúng ta chẳng thể sống vui sướng một lần nhỉ? Tên ngốc kia vẫn nhìn tôi nhoẻn cười ngờ ngạch đặc trưng. Tôi cũng cúi đầu cười theo, khẽ nói, thôi được rồi, trước tiên cứ vậy đi. Người mẹ bây giờ của tôi rất quan tâm tôi, vẫn còn sống tốt chán so với anh trước kia. Nhà tuy nghèo chút bỉnh, nhưng tôi cũng thỏa mãn rồi. Dù sao anh cũng nằm đây, nếu rảnh rỗi thì lần sau tôi sẽ đến thăm nữa. Tôi vỗ nhẹ đùi, phủi phủi bụi bặm rồi đứng dậy. Do bật dậy quá gấp, một cơn hoa mắt chợt ập đến. Tôi đưa tay tựa vào tấm bia, đợi cơn choáng qua đi. Cái này cũng là một trong những hậu di chứng từ tai nạn.
Ngay lúc đang nhắm mắt, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nam trầm uy nghiêm cất lên: "Cậu là ai? Đến chỗ này làm gì?" Toàn thân tôi bỗng cứng đờ, giọng nói này, dẫu đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như y. Đó là giọng nói của ác quỷ quanh quẩn sâu trong những cơn ác mộng chập chờn. Giọng nói này, xưa kia đã từng đóng giả bạn bè thân thiết, sắm vai người hợp tác, sau đó thoát biến thành đối thủ cạnh tranh. Kể đầu sỏ của vụ tai tiếng và những tổn thương sâu sắc của tôi, trong trước mắt tôi cảm thấy tay chân lạnh cóng, như có một luồng khí buốt giá chạy dọc sống lưng. Ông trời ơi, tôi đã giao nộp toàn bộ sinh mạng, trả bằng tất cả tâm huyết lẫn hy vọng từng có, thậm chí cả tôn nghiêm của một con người. Đối với mọi chuyện đã xảy ra, tôi thực sự không lấy làm thù hận. Tôi chỉ xin ngài đừng cho tôi gặp lại hắn, chỉ đơn giản thế thôi. Tại sao ngài vẫn không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi chứ? Cậu là ai? Đến đây làm gì? Thấy tôi mãi không trả lời, giọng nói ấy thoắt trở nên nghiêm khắc. Những tia nắng chiều mềm mại nhưng cũng đầy mông lung, người đó đứng ngược nắng. Trong thoáng chốc, tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng chỉ dáng người cao to cường tráng kia cũng đủ mang đến cảm giác áp đảo nặng nề. Trước kia, tôi từng nghe người ta bảo, tên này vốn xuất thân xã hội đen, giờ nhìn hắn, quả nhiên trông rất hung dữ bặm trợn. Dẫu đang đứng giữa nghĩa trang âm u, sức uy hiếp toát ra cũng chẳng suy giảm chút nào. Chí ít, trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như bị cả ngọn núi đè lên, đôi chân bủn rủn, phải quá ngượng lắm, tôi mới nén được ham muốn cắt giò lên cổ bỏ chạy. Một người như thế, tại sao khi ấy Lâm Thế Đông lại tin tưởng hết mực, ngỡ rằng bản tính hắn thuần lương? Lâm Thế Đông ơi là Lâm Thế Đông, đầu óc anh đúng là nhũn hết cả rồi, đáng đời bị gạt, đáng kiếp chết oan. Này, đang hỏi cậu đó, cậu từ đâu đến, đang lén la lén lút làm gì ở đây hả? Thấy tôi lộ vẻ sợ sệt, một tên tay sai áo đen kế bên bèn tiến lên trước một bước, thay chủ nhân lớn tiếng dò hỏi. Chẳng thể né tránh, tôi chỉ còn nước đứng chết xí, cố dặn ra một nụ cười với gã, nhưng vẫn không nén được cơn khiếp sợ theo bản năng, run run nói. Thưa ngài, tôi là học sinh của trường Thánh Maria, tôi từng được ngài Lâm Thế Đông giúp đỡ, nên hôm nay đến để viếng thăm ngài ấy, sẵn tiện bày tỏ lòng biết ơn. Nói chưa dứt câu, chợt cổ tay bị túm chặt, tôi kêu thét, bị kéo đi loạn choạng đến trước mặt người đàn ông cao to vạm vỡ kia. Có kẻ giật ngược hai cánh tay tôi ra đằng sau, đồng thời nhanh chóng lục soát toàn thân tôi. Tôi ngơ ngơ ngác ngác, chỉ chăm chăm chú ý vào cánh tay bị siết đến đau nhói. Mãi một lúc sau mới chợt hiểu, gã ấy đang kiểm tra xem tôi có mang vũ khí trên người không. Quả là kỳ quái, từ bao giờ mà gã đàn ông chẳng sợ trời, chẳng sợ đất đó lại đề phòng người khác đến vậy cơ chứ? Huống chi, bề ngoài tôi bây giờ chỉ là một cậu thiếu niên 17, 18 tuổi ốm yếu. Giây sau, một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngước mắt lên, đối diện thẳng với hắn. Tên này, mẹ kiếp, đúng là tốt số. So với 3 năm trước, khuôn mặt hắn hình như gầy hơn chút, càng tôn lên nét rắn giỏi, toát lên vẻ sắc lạnh tựa lưỡi đao. Có lẽ bây giờ đã quen với địa vị của một kẻ đứng trên cao hô mưa gọi gió, nên thần thái hắn phảng phất nét ngạo nghễ khinh đời và khí phách ngông cuồng tự đại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tự dưng tôi lại nhớ đến lần đầu gặp hắn. Lúc ấy, hắn trẻ hơn bây giờ nhiều, sắc mặt còn thấp thoáng chút ngượng ngùng mang theo từ đại lục, vẫn chưa bị vấy bẩn bởi đất Hồng Kông hỗn tạp này. Đó là bao nhiêu năm về trước nhỉ? Lâm Thế Đông đã mất được 3 năm, hắn ở cạnh tôi lập mưu hãm hại mất 2 năm, tốn thêm 2 năm chèn ép đánh đổ Lâm gia. Thì ra tôi quen biết gã đàn ông này, cộng trước tính sau, không ngờ đã được 7 năm rồi. 7 năm đủ để một trẻ sơ sinh lớn phỏng thành cậu nhóc tiểu học chạy nhảy nghịch ngợm, đủ để một chàng thanh niên ngượng ngùng trở thành một gã đàn ông lạnh lùng quyết đoán, nói 102, cũng đủ để một tên ngờ ngạch chẳng hạn như Lâm Thế Đông kiếp trước ấy, từ công tử thế gia lụi bại thành một kẻ không xu dính túi, sau cùng chết oan dưới bánh xe, hóa một đống xương tàn. Đầu tôi cứ miên man nghĩ ngợi, chẳng dám ngừng lấy một khắc, chỉ như vậy mới có thể xóa đi nỗi sợ hãi của tôi đối với hắn. Cũng nhờ lo suy nghĩ vẩn vơ nên tôi mới châm mình chịu nổi ánh mắt quan sát của hắn. Ánh mắt hắn quá ư sắc bén, tôi luôn cảm giác tia mắt đó như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc, hòng nhìn thấu vào tận linh hồn bên trong của tôi. Tôi không dám tiếp xúc với đôi mắt ấy, liền ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, nhưng hắn vẫn không vừa ý, cứng rắn kéo cằm tôi lại, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn. Ngón cái thô ráp tựa lớp giấy nhác cọ sát vào làn da non nớt dưới cằm, khiến chỗ ấy nhoi nhói đau. Bỗng cơn lửa giận cháy phừng lên, tôi ngẩng phát đầu nhìn thẳng đúng theo mong muốn của hắn, nghĩ bụng, mẹ kiếp, dẫu kiếp trước ăn ở không có đức,
chết trong tay bọn mày, đó là do bố mày ngu, bố mày chấp nhận. Nhưng Lâm Thế Đông đã chết rồi, tao bây giờ là một người hoàn toàn khác, việc gì tao phải sợ mày hả? Tôi trợn mắt chừng hắn một cái, mới sực phát hiện tên này không ngờ lại có điểm hoàn toàn khác xưa. Mái tóc đen bóng dày rậm trước kia của hắn bây giờ đã lúm đốm bối tiêu, xen lẫn không ít sợi bạc. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu như tôi nhớ không lầm, hắn mới hơn 30. Chẳng lẽ trào lưu thay đổi, bây giờ thịnh hành muốn nhuộm tóc sang màu hoa dâm ư? Hoặc tôi nghĩ bụng, hắn làm nhiều chuyện thất nhân thất đức quá, cuối cùng bị tòa án lương tâm khiển trách, lao tâm lao lực nên già yếu trước tuổi chăng? Nhưng khả năng này rất nhỏ. Theo tôi biết, trước giờ hắn bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác, chẳng hề lương tình. Năm xưa hắn thâu tóm và giải thể toàn bộ tập đoàn Lâm gia, dồn Lâm Thế Đông vào đường cùng, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Làm quái gì có chuyện lương tâm bỗng dưng trỗi dậy, giác ngộ triệt để cơ chứ? Cũng đâu phải phim Đài Loan dài tập, trên đời làm gì có lắm kẻ biết quay đầu là bờ. Tôi chỉ thoáng giật mình trong giây lát, rồi thầm cười khẩy. Đâu biết nụ cười ấy đã treo trên môi trong vô thức. Ánh mắt hắn nhìn tôi vụt lướt qua tia ngẩn ngơ, rồi thoát chuyển sang u tối và đen thăm thẳm, như đang ấp ủ cảm xúc gì đó không rõ tên, khiến người ta phải dùng mình sợ hãi. Tôi sực nhớ, khác với Lâm Thế Đông, một thằng gay nhưng luôn phải trưng ra bộ mặt thích phụ nữ như những người đàn ông bình thường, hắn thì trai gái đều không từ. Năm ấy khi tôi đến tìm hắn nói lý lẽ, từng tận mắt trông thấy hắn đang mây mưa với một cậu trai nhỏ tuổi, sau lại chứng kiến cảnh hắn và em họ thằng Tịu với nhau. Tựa như con sói độc ác, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, trong mắt động vẻ thích thú và dục vọng không hề che đậy. Hễ chạm vào ánh mắt này, bản năng tôi lại sợ hãi, chân như muốn nhũn ra. Sau khi cơ thể thành thực thể hiện ra các phản ứng ấy, tôi mới ngờ ngợt nhận ra nguy cơ từ điều khác thường kia. Kiếp trước, ngoại hình Lâm Thế Đông chỉ thuộc hàng bình thường, nếu không phơi ra ra thế, dám cá chẳng lọt được vào mắt xanh của mấy ai. Nhưng bây giờ, xác thân của cậu bé 17, 18 tuổi mà tôi đang trú ngụ lại là một mỹ thiếu niên thực thụ. Thân thể này không chỉ thuộc tầm sinh trai sáng sủa bình thường, mà sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, dạng người không tì vết, đến nỗi hồi đầu xoay gương tôi cũng giật nảy cả mình. Chẳng phải vui vẻ, thích thú gì nổi, mà chỉ có bất an. Kiếp trước tôi đã bị số phận đùa cợt quá nhiều, nên hiểu rõ nếu ông trời có ban tặng người đời điều tốt lành nào đó thì đại đa số trường hợp chẳng phải do lòng tốt gì đâu. Ông ấy ban cho tôi sự giàu có, nhưng cướp đi khả năng đạt được hạnh phúc của tôi. Ông ban cho tôi danh lợi, nhưng cướp đi quyền sở hữu tự do. Bây giờ, ông ban dung mạo này, tôi quả thực không dám tưởng tượng rồi ngài sẽ cướp đi thứ gì của tôi để làm cái giá phải trả. Hắn tiếp tục dùng ngón tay thô ráp cọ sát vào cằm, vào mặt tôi, khiến cơ thể tôi cứ run bần bật. Nỗi sợ hãi từ sâu tận trong linh hồn lại một lần nữa bao trùm. Những ký ức đắng cay đã xa xăm nhạt nhòa trào dâng mạnh mẽ. Tôi không kìm được run rẩy, tôi liều mình vùng vẫy bất chấp mọi thứ. Gã tay sai áo đen giữ chặt tôi không buông, tuy người nhỏ sức yếu nhưng tôi cũng giơ chân đạp gã vài cú đau điếng. Tiếc rằng gã kia lại tránh quá nhanh, tôi đạp mãi mà chẳng trúng, ngược lại còn chọc giận hắn. Tia hung bạo lóe lên trong mắt hắn, không biết giây sau liệu hắn có giở trò xấu xa kinh tởm nào hay không. Tôi sợ rúm người, không còn cách nào khác đành bắt chiếc nữ sinh vừa thét vừa la làng. Các người muốn làm gì? Tôi không quen các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Buông ra, cứu tôi với. Ý định của tôi là lớn tiếng kêu cứu để mọi người phát hiện. Bọn Babadari Hồng Kông lợi hại đến thế, một doanh nhân có tiếng tăm địa vị như hắn giữa thanh thiên bạch nhật lại ra lệnh cho vệ sĩ cưỡng chế bắt giữ một cậu bé, nếu bị tung lên mặt báo thì sẽ ê chề vô cùng. Tâm lý của bọn nhà giàu tôi rành hơn ai hết, nhất cử nhất động đều liên quan đến vấn đề thể diện, sợ nhất chuyện bị mất mặt. Quả nhiên cả ấy nghe tôi kêu la, đôi mày liền cau lại, nghiêm giọng là: câm miệng, nếu im lặng thì tôi sẽ thả cậu ra, nghe rõ chưa? Không thể không thừa nhận rằng hắn vẫn còn có uy phết, xong tôi đánh vào nhau lập cập, hồi lâu mới gật đầu một cách khó nhọc. Hắn hất hàm với tên chó săn áo đen đứng sau lưng tôi, cuối cùng cổ tay bị ghìm giữ đau buốt nãy giờ cũng được giải thoát. Tôi vừa xoa cổ tay vừa cảnh giác nhìn về phía hắn. Ngược lại, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ dám mặt vào tôi, lát sau mới hỏi: sợ lắm ư? Bề ngoài đúng là học sinh cấp 3. Cậu nói Lâm Thế Đông quyên tiền giúp cậu, chuyện là thế nào, sao tôi không hề hay biết? Tôi thầm bĩu môi khinh bỉ, dù anh có điều tra và nắm rõ mọi chuyện xung quanh địch thủ như lòng bàn tay, chẳng lẽ anh ta đi vệ sinh hoặc thay áo anh cũng biết sao? Đầu óc đảo một lượt, tôi nhanh chóng bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ rồi lắp ba lắp bắp trả lời: Lâm tiên sinh từng quyên một khoản tiền cho trường tôi,
nhà trường có mời ngài ấy đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Khi ngài ấy đến, chính tôi làm đại diện học sinh. Ngài ấy tốt tính, lại hòa nhã, đã hỏi thăm tôi vài chuyện, biết sức khỏe tôi không tốt, gia cảnh tầm thường nên đã giúp đỡ tôi. Tiếc rằng không lâu sau, Lâm tiên sinh lại qua đời. Gương mặt đanh lại của hắn bất chợt dịu xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, gật đầu bảo, giống chuyện cậu ấy sẽ làm, thế Đông quyên tiền cho cậu là khi nào? Quả nhiên, hắn vẫn còn nghi ngờ, và thứ tôi đang đợi cũng chính là câu này. Nhìn vào mắt hắn, tôi khẽ nói, 3 năm trước, tôi còn nhớ là ngày 14 tháng 6, hôm đó có bão, trên đài Thiên Văn có đặt ký hiệu màu xanh để cảnh báo. Chúng tôi đều ngỡ rằng Lâm tiên sinh không đến, nào ngờ cuối cùng ngày ấy cũng lái xe đến dự. Gương mặt hắn chợt đông cứng, quả nhiên dù có độc ác, thủ đoạn thế nào, e rằng hắn cũng không quên được cảnh Lâm Thế Đông chết thảm dưới bánh xe, bị cán thành đống thịt vụn. Có lẽ đây cũng là lý do hắn thi thoảng đến viếng mộ, suy cho cùng có người mất mạng vì mình là điều cấm kỵ nhất đối với dân làm ăn. Nhìn gương mặt đanh lại của hắn, tôi có phần khoái trá vì biết hắn đang nghĩ đến điều gì. Ngày 14 tháng 6 và 3 năm trước, Lâm Thế Đông chuyển phần tài sản cuối cùng sang tên bà Bảy, đồng thời tiến hành thủ tục giao bán nhà tổ, vốn định lấy toàn bộ số tiền ấy trả nợ, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi quyên 500 ngàn cho Thánh Marie. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy rõ ràng muốn chết lại còn đi quyên tiền cho một trường cấp 3. Nói chung, quyên tiền xong đúng dịp kỷ niệm thành lập trường, hiệu trưởng đích thân gửi thiệp mời dự. Khi ấy vẫn chưa lộ ra chuyện Lâm Thị phá sản, nên ông hiệu trưởng ấy chắc là muốn mượn cơ hội hòng bắt quàng làm họ với quý nhân tôi đây. Vốn tôi không có tâm trạng đi dự, nhưng nghĩ mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, chi bằng đi ngó thử cũng chẳng sao. Thế là hôm đó đội mưa đến trường, nghe một đám cô bé cậu bé với gương mặt non nớt dùng giọng ca trầm bổng du dương hát cho tôi nghe bài hát trữ tình tiếng Anh mà tôi đã quên từ đời nào, khiến tôi nhất thời vui cười sung sướng. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là nụ cười cuối cùng trong cuộc đời Lâm Thế Đông. Sau đó, ngày 15 tháng 6, bất chấp mưa gió bão bùng, tôi muốn đến xem mặt người mình yêu lần cuối, nhưng lại nhìn thấy chân tướng sự thật, cuối cùng mất mạng. Cũng tốt, ông trời không bạc đãi tôi, đến lúc chết cũng chẳng phải là con ma hồ đồ. Có những chuyện, chắc là gã trước mặt tôi đã biết từ lâu, nếu không tin, cứ việc đi điều tra, tôi cũng chẳng sợ. Nhưng tên ấy cứ nhìn tôi chăm chăm, hơi thở dần trở nên gấp gáp, là nghĩa làm sao? Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, thì thấy hắn móc ra gói thuốc, rút một điếu đặt trên miệng, ngón tay có phần run rẩy. Tự khắc một tên chó săn khác ở kế bên vồ vã bước tới châm lửa. Hắn rít sâu một hơi, thoáng dịu xuống, khàn giọng hỏi, cậu có thể nói tôi biết hôm đó Thế Đông đã nói những gì với cậu? Cậu ta trông như thế nào? Có vui hay không? Vui cái mốc xì, tôi thầm chửi rủa. Lúc ấy Lâm Thị hoàn toàn sụp đổ, sản nghiệp tổ tiên bị hủy hoại trong tay mình, tôi còn vui mừng được sao? Nhưng hắn tò mò chuyện này làm cái quái gì nhỉ? Chẳng lẽ ăn no rửng mỡ, rảnh quá muốn viết cuốn hồi ký chơi và tên sách là tôi đã hạ bệ gã Lâm Thế Đông ngu ngốc như thế nào ư? Bụng tôi đầy thắc mắc, nhưng giờ cũng chỉ có thể xem nó là sở thích gan dở tự dưng bộc phát của kẻ lắm tiền. Thế là tôi nghẹo đầu, cố dùng giọng nói trong sáng và ngây ngô của học sinh trung học nói, tôi nhớ Lâm tiên sinh là người ôn hòa lắm, y như một người anh trai vậy, không hề phách lối chút nào. Ngày ấy hỏi tôi mấy tuổi, học lớp mấy, bài vở có nặng không, sao người gầy nhom thế, có phải mắc bệnh gì không? Trên mặt hắn nở nụ cười gượng gạo đầy kỳ quái, hỏi, còn gì nữa? Trong ngày ấy không được vui lắm, lúc mấy bạn đọc thơ, ngày ấy còn cười bảo rằng có hai người sống trong số họ phát âm không chuẩn. Sau đó đến tiếp mục ca hát, Lâm tiên sinh nghe các bạn hát thì cảm động lắm, dẫn đầu mọi người đứng dậy vỗ tay, bọn tôi đều phấn khởi vô cùng, chưa hề thấy đại gia nào như ngày ấy cả. Tôi tiếp tục dồn hết tâm trí, dùng giọng điệu xến đặc, tâng bốc chính mình, bụng thầm nghĩ, Lâm Thế Đông à Lâm Thế Đông, anh suốt cuộc đời làm kẻ tiêu tiền oan, chưa hề có ai nói tốt cho anh, giờ lần đầu được người ta khen lại là bản thân sau khi chuyển thế. Anh có đáng thương không hả, Lâm đầu bư kia? Càng khó tin hơn nữa là hắn lại gật đầu, phụ họa theo nói, đúng, không người giàu nào lại giống cậu ta cả, không một ai có thể làm được như cậu ta. Vẻ mặt vui vẻ hòa nhã kia của hắn như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim tôi. Cái quái gì đây, dù Lâm Thế Đông là một tên ngốc nghếch, nhưng cũng chẳng đến lượt kẻ đầu sỏ hại chết cậu ta là anh ở đây làm trò mèo khóc chuột. Lòng hậm hực, tôi buộc miệng nói, tiếc thay, ngày ấy mất sớm quá, thưa anh là bạn tốt của Lâm tiên sinh,
liệu anh có biết tại sao ngày ấy lại chết không? Chỉ trong phút chốc, một câu nói của tôi đã đánh tan vẻ ôn hòa trên mặt hắn. Chuyện hiếm ghê, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến có một ngày lại có thể khiến tên khốn xảo trá, nham hiểm không chịu bất kỳ thủ đoạn như hắn lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Tôi lập tức bồi thêm, trên báo nói ngày ấy bị xe đụng, nhưng tôi nhớ ngày hôm ấy rõ ràng có treo tín hiệu cảnh báo màu vàng. Sao ngày ấy không lái xe, lại một mình chạy ra ngoài làm gì để rồi bị xe đụng cơ chứ? Câm mồm thằng oắt con, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với tổng giám đốc hả? Tên tay sai kế bên nhắc thấy tình hình không ổn, lập tức lớn tiếng nạt nộ tôi. Tôi vẫn hơi sợ, nhưng niềm vui báo thù sướng tê người khiến tôi không kiềm chế được. Bèn bếp xét thêm, nhưng quý ngài đây với Lâm tiên sinh lúc sinh thời không phải là bạn thân sao? Câu bạn thân mà tôi thốt ra ắt hẳn đã trở thành lời chế nhạo cay độc nhất trong tai gã đàn ông này. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn dường như hóa đá, đứng chết lặng. Lát sau, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười khổ, nhìn tôi với ánh mắt tựa lưỡi dao bén ngót. Tim tôi chợt giật thót, vội cúi gằm xuống làm bộ ngoan ngoãn, thầm nhủ đừng vì hà hê nhất thời mà lộ sơ hở nhé. Hồi lâu sau hắn vẫn lặng thinh, đứng lúc tôi cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên len lén nhìn, bỗng nghe thấy hắn lạnh lùng đáp, cậu hỏi tôi nhiều như thế cũng đến phiên tôi hỏi cậu rồi nhỉ, sao cậu biết Lâm Thế Đông thích hút Kame? Dù cho Lâm Thế Đông có thân thiện hòa nhã đến đâu cũng không thể nào lại đi tiết lộ với một thằng nhóc không quen biết về sở thích mà cậu ấy cũng chẳng dám nói với cả người nhà chứ. Hắn vừa dứt lời, tôi như nghe tiếng sét đánh ngang tai, đúng là đắc ý quá rồi, lại quên bẵng mất chuyện thủ tiêu chứng cứ. Mấy điếu thuốc Kame mà tôi châm ban nãy đang nằm rải rác trước bia mộ của Lâm Thế Đông, chẳng phải đã nói rõ mười mươi quan hệ giữa tôi và anh ta tuyệt đối không bình thường sao? Có lẽ hắn trông thấy sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, bèn từ bi hỉ xả dịu giọng xuống bảo, đừng lo lắng, cứ từ từ nói, hôm nay tôi rỗi, có cả đống thời gian chờ cậu. Thấy trán tôi nhễ nhại mồ hôi, hắn bất ngờ móc ra chiếc khăn tay đắt tiền, bước lên chăm chú lau cho tôi, cử chỉ không kém phần dịu dàng lịch thiệp, nụ cười đầy vẻ ôn hòa. Hắn nói, yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chí ít cũng không làm gì ngay trước bia mộ của Lâm Thế Đông. Nhưng cậu có thể ngoan ngoãn nói thật được không? Nên biết rằng nếu phải đối phó với một cậu nhóc xinh xắn như thế này, tôi cũng có phần không nỡ. Tôi biết hắn không nói đùa, hơn ai hết tôi hiểu hắn là người nhẫn tâm đến mức nào. Chống ngực tôi đập cường dập, căng thẳng đến độ tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng gã đàn ông nguy hiểm này thì rất chi là ung dung, hai tay khoanh lại, mắt chăm chăm dán vào tôi như thể đang nhìn một món đồ chơi thú vị. Đúng rồi, đồ chơi. Ánh mắt hắn mang đầy vẻ dò xét và miệt thị, tựa như đang nhìn một con kiếm bị hắn chà đạp dưới chân từ lâu. Vậy, ngay giây phút trông thấy thi thể tôi, có phải hắn cũng cười lạnh như thế này chăng? Nhưng hắn dựa vào cái gì chứ? Bỗng dưng một cảm giác thê lương bao trùm con tim, tôi đau xót nhìn hắn. Tại sao tôi đã từng ngỡ rằng anh là người bạn tôi có thể tin tưởng? Lúc ấy không phải chúng ta đã từng nâng ly đánh chén, trò chuyện vui vẻ sao? Tôi còn đích thân dẫn anh đi xã giao với giới thượng lưu, đích thân dạy anh lễ nghi ăn mặc, dẫn anh đi nghe ca kịch, cũng từng cao hứng diễn tấu vĩ cầm trước mặt anh. Tôi tự vấn lương tâm, cả đời Lâm Thế Đông tận tụy làm việc, tuân thủ bổn phận, đối đãi với anh cũng gọi là chân tình thực dạ, chẳng mảy may để tâm xuất thân của anh. Thế thì thâm cừu đại hận gì khiến anh lại âm mưu gài bẫy, dồn tôi vào đường cùng như thế chứ? Hắn khẽ chau mày, nụ cười dần tắt ngúm, ánh mắt hướng về phía tôi đầy vẻ rõ xét và nghi hoặc. Bỗng hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào gương mặt tôi. Tôi ngoảnh đầu né tránh, hốt hoảng nói, Tôi không biết Lâm tiên sinh thích hút thuốc gì, chỉ là bản thân tôi muốn hút, bỗng nhiên mua chúng thôi. Nam sinh trường chúng tôi đều lén lút hút hiệu này, anh đâu phải phụ huynh hay giáo viên, dựa vào cái gì mà quản tôi? Câu cuối cùng là do tôi buộc miệng, nào ngờ vừa nghe xong hắn liền mỉm cười, cũng không truy cứu lời tôi nói là thật hay giả. Nhưng nhân lúc tôi sơ ý, hắn đưa tay thò vào túi tôi lấy ra gói Kame chỉ mới hút vài điếu. Tôi giật mình vội hỏi, anh tính làm gì hả? Con nít con nôi, tốt nhất không nên hút thuốc. Hắn cầm gói thuốc nhét vào túi mình, mặt mày tỉnh rụi, không đoái hoài tôi nữa, bước thẳng đến chiếc mộ Lâm Thế Đông, rút ra chiếc khăn tay trắng tinh tỉ mỉ lau chùi bụi bẩn trên đó. Khi lau đến bức hình, bèn mỉm cười nói, Thế Đông, anh đến thăm em đây. Hai ngày nay hoa đỗ quyên trong vườn đều nở rộ, hoa tử kinh cũng mọc lan đến tận cửa sổ. Trước kia em từng bảo thích cảm giác được trông thấy hoa tươi khi mới tỉnh dậy vào buổi sáng, nên anh đã bảo người hái hoa hồng đặt trong phòng em rồi. Yên tâm đi, đều là giống hoa Anh Quốc mà em ưa thích,
bên trên vẫn còn vương sương sớm. Hay là em đến xem thử đi nhé, xem có thích không. Nếu không thích, ta đổi sang loại hoa khác. Từ bao giờ Hạ Triệu Bách giết người không giao lại thân thiết với tôi đến nhường này? Trước khi tôi chết, chẳng phải hắn đối đầu gay gắt với tôi, chỉ muốn nhổ phăng cái gai này ư? Sao tự nhiên tôi vào mồ nằm rồi lại tự dưng biến thành bạn chí cốt, gắn bó thân thiết đến thế? Tôi nuốt nước bọt, len lén lùi về sau. Nếu không phải hắn phát điên thì là tôi nảy sinh ảo giác. Mà xin lỗi nhé, nếu là người khác nói những lời ân cần ấy trước mộ, chắc chắn tôi sẽ cảm kích vô cùng, không chừng còn lên tiếng an ủi, bảo người ta đừng đau buồn. Lâm Thế Đông chưa chết, chỉ là đổi thân xác mà thôi. Nhưng hắn diễn trò thế kia, ngược lại khiến tôi cảm thấy tởm lợm đến buồn nôn, chỉ muốn lập tức co chân bỏ chạy, rời xa gã đàn ông này cùng những lời lạ lùng đó. Hôm nay quả không thích hợp ra ngoài. Ngay lúc tôi rộng xoay người bỏ chạy, tên chó săn chợt phát giác, nhanh chóng nhảy bổ đến, nắm chặt cánh tay tôi, hét to: "Muốn chạy hả? Ngày ấy còn chưa hỏi xong." Tôi quắc mắt nhìn hắn giận dữ, quyết định đóng kịch, đóng tới cùng luôn, lớn giọng mắng: "Tôi chỉ đến đây viếng mộ Lâm tiên sinh, nếu các người không cho, sao không vây rào chỗ này luôn đi? Không thì treo tấm bảng không phận sự miễn vào. Lâm tiên sinh chết đã đủ thảm rồi, sao các người còn không cho người ta đến quét mộ ngày ấy hả? Còn giữ tay tôi làm gì? Giờ cho xã hội đen sao? Muốn giết người cướp của hay tống tiền? Nói cho anh biết, thứ nhất tôi chẳng có tiền, thứ hai tôi cũng chẳng có tiền nốt." "A Hào, buông cậu ấy ra." Hạ Triệu Bách hờ hững bảo: "Hiếm khi có người đến thăm Thế Đông, đừng để Thế Đông mất vui." Tên chó săn hậm hực nhưng không thể không nghe mệnh lệnh của chủ nhân, đành hằn học buông tôi ra. Tôi xoa xoa cánh tay nói: "Tôi thăm Lâm tiên sinh xong rồi, nếu không có chuyện gì tôi đi trước, mẹ tôi còn đợi tôi về nhà uống canh nữa kìa." Hạ Triệu Bách lặng lẽ vuốt phiến đá lạnh lẽo kia, xoay người qua nhìn tôi, giọng trở nên nhã nhặn: "Ban nãy giữ cậu lại là chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi. Nếu cậu rảnh có thể đến trò chuyện với tôi, à không, trò chuyện với Thế Đông." Hắn thấy tôi ngập ngừng bèn tiến lên phía trước một bước bảo: "Tôi tên là Hạ Triệu Bách, không phải người xấu. Nếu cậu có xem TV báo đài có lẽ biết tên tôi. Thế Đông sinh thời là bạn thân của tôi đến giờ chưa lần nào gặp ai, tôi đến giờ chưa lần nào gặp ai từng được cậu ấy giúp đỡ đến viếng mộ cậu ấy cả. Cậu ngoan lắm, rất có lương tâm, thế thì nói chuyện chút nữa với cậu ấy được không?" Tôi liếc nhìn bia mộ lộng lẫy nhưng quạnh quẽ trước mắt, lòng thấy hiu quạnh, nhưng tôi thực sự không muốn ở chung với loại người này thêm một khắc nào nữa, bèn từ chối thẳng: "Hạ tiên sinh, tôi cũng rất muốn ở lại, nhưng nhà tôi xa lắm, chỉ hoãn e rằng không có xe quay về, tốt nhất tôi vẫn nên đi trước, nếu không mẹ ở nhà lại thấp thỏm lo âu, xin lỗi nhé." Ánh mắt hắn lộ ra vẻ khó chịu, hắn bước lên trước, nói: "Chuyện đó cậu không cần bận tâm, lát nữa ắt tôi sẽ đưa cậu về. Huống chi không chỉ có Lâm Thế Đông quyên tiền giúp cậu được, tôi cũng có thể." Ý hắn là sao? Ám chỉ rằng tôi nên nịnh lọt lấy lòng hắn để đổi lấy lợi ích vật chất ư? Tôi phì cười, đã bấy nhiêu năm trôi qua, gã đàn ông này vẫn không thay đổi chút nào. Thế là tôi chỉnh lại áo quần, lễ phép nói: "Cảm ơn lòng tốt của anh, Hạ tiên sinh, nhưng tôi sắp tròn 18, đến lúc nên tự lập rồi. Sự giúp đỡ của Lâm tiên sinh năm đó chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày ấy đã cho tôi hy vọng và sự ấm áp. Tôi nghĩ rằng với điều ấy, cuộc đời về sau tôi sẽ dựa vào đôi chân của mình bước đi thật tốt. Tấm lòng của Hạ tiên sinh tốt hơn nên giúp đỡ những người cần giúp đỡ hơn tôi. Dẫu thế nào vẫn cảm ơn anh." Tôi sọ xiên hắn, không ngại ngùng dùng lời xước mướt tô điểm kiếp trước của mình, cũng quyết không để hắn nghĩ rằng bố thí vài đồng thì là từ thiện, người ta phải đội ơn hắn. Quả nhiên Hạ Triệu Bách thoáng ngạc nhiên, sau đó nhếch mép mỉm cười, tựa như vừa nghe chuyện gì thú vị lắm. Từ tốn bước đến chỗ tôi, làm tôi chợt lo lắng, vội lui vài bước nhưng vẫn bị áp đảo như có ngọn núi đè chặt trước mặt. Đương cảm thấy ngột thở, chợt tôi nghe giọng cười của hắn: "Hiếm thấy một cậu nhóc trẻ tuổi như cậu lại biết những đạo lý này, trong biết bao người được Thế Đông trợ giúp, cũng chỉ có cậu là hiểu được, xem ra khoản tiền đó không uổng phí." Hắn nhìn tôi chăm chăm, ngắn gọn ra lệnh: "Ở lại thêm chút nữa, cùng tôi tán gẫu về Thế Đông." "Ở lại với anh? Nói cái gì với anh hả? Nói về việc anh đã tính toán như thế nào, đã đóng kịch ra sao, đã độc ác, tàn nhẫn đến mức nào ư?" Lòng ngập tràn phẫn uất, nắm đấm siết chặt, tôi phải cố kìm nén bản thân lắm mới không để lộ ra vẻ bất thường nào trên mặt. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, giọng hơi run rẩy hỏi hắn: "Anh bảo tôi cùng anh tán gẫu cái gì với Lâm tiên sinh đây? Tôi chẳng hiểu ngày ấy mấy." Hạ Triệu Bách lạnh lùng bảo: "Tùy thích, thì cứ nói lúc cậu gặp cậu ấy như thế nào đi." Ngày ấy mặc vest đen, sơ mi trắng, không thắt cà vạt, gầy hơn tôi nghĩ, sắc mặt không tốt lắm.
Tôi cố gắng nhớ lại dáng vẻ của mình khi đó, e rằng chỉ có thể dùng từ tiêu tụy, thảm hại để hình dung. Nhưng ngẫm ra thì tốt nhất đừng nói nhiều sai nhiều, bèn qua quýt chốt lại. Hạ tiên sinh, thời gian tôi gặp Lâm tiên sinh cũng rất ngắn, chỉ là cùng nhau ngồi xem các bạn biểu diễn văn nghệ thôi. Chỉ bằng Hạ tiên sinh tìm người khác đi, bạn bè người thân lúc sinh thời của Lâm tiên sinh ấy, cứ tìm bất kỳ người nào trong số họ, hẳn ai cũng sẽ vui vẻ cùng anh hoài niệm thôi. Khóe môi hắn càng nhếch cao, mắt nhìn tấm ảnh của Lâm Thế Đông, giọng mỉa mai. Người cùng tôi hoài niệm về Lâm Thế Đông ư? Không, không còn ai rồi. Sao lại thế được? Tôi sửng sốt, nhưng rồi lập tức vỡ lẽ. Đó cũng là điều đương nhiên. Vụ tai tiếng năm ấy e là đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Dẫu là mấy người năm xưa từng có chút thân thiết, e rằng cũng không hề muốn có bất kỳ dây mơ, dễ má nào với Lâm Thế Đông. Làm sao mà dư hơi cùng hắn ngồi đó hoài niệm cơ chứ? Hồi còn tại thế, quả thực có không ít bà con cô bác, nhưng Lâm thị vừa sụp đổ, ai nấy đều dộ đổ bìm leo. Sống trên đời này, mọi người thực dụng lắm, ai lại chịu đứng ra nói câu công bằng cho cái người đã chết và không có liên can gì đến mình chứ? Không biết vì sao, bỗng dưng tôi nói, tôi nhớ là Lâm tiên sinh còn có một vị hôn thê. Hắn bất chợt ngước mắt, ánh mắt sắc lẹm như dao, bảo, sao cậu biết? Tôi chỉ muốn tát hai phát vào mặt mình cho rồi, sao lại nhiều chuyện chêm thêm câu này chứ? Dù bây giờ mỗi lần nghĩ đến, cô ấy là người duy nhất tôi cảm thấy áy náy, nhưng cũng đâu nhất thiết đi hỏi thăm tin tức từ chính Hạ Triệu Bách. Đúng lúc tôi đang ấp a ấp úng, đánh trống lảng sang chuyện khác, thì nghe giọng hắn khẽ gầm lên, nói, sao cậu lại biết hả? Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng như dây đàn, tôi phát hoảng, gần như là trả lời theo phản xạ. Tôi trông thấy nhẫn đính hôn đeo trên ngón tay của Lâm tiên sinh. Hạ Triệu Bách liền rơi vào im lặng, gương mặt trở nên u ám. Đúng, lúc ấy trên ngón tay giữa của Lâm Thế Đông có mang chiếc nhẫn màu trắng, được thiết kế bởi một bậc thầy bên châu Âu, đơn giản mà phóng khoáng. Ai cũng ngỡ rằng đó là nhẫn đính hôn của anh, thế nhưng gã ngốc Lâm Thế Đông đó lại đi đặt cặp nhẫn đôi giống hệt nhau để tặng cho cậu em họ mà mình yêu thương. Nói là do bậc thầy chế tác, đáng để sưu tầm. Thực tế thì tự kỷ, ám thị bản thân, xem nó như tín vật ước hẹn mỗi người một chiếc. Quả là nực cười, con người ngu dại đến một mức nào đó thì dẫu một món đồ hay một bông hoa ngọn cỏ cũng đều có thể gợi gắm nỗi niềm tương tư. Chỉ là liệu có mấy ai chịu thừa nhận, nó chẳng qua là trò trẻ con tự du ngủ bản thân mà thôi. Nhưng chiếc nhẫn ấy tôi quả thật rất thích, mang máng nhớ rằng đến lúc chết tôi cũng không tháo nó ra, chẳng biết sau đó số phận nó thế nào. Hoặc có khi nó bị ném vào một xó xỉnh nào rồi cũng nên. Trên đời này, người còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nói chi đến một chiếc nhẫn trơn bé tẹo. Tôi thở dài, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng. Bất chấp phản ứng của đối phương thế nào, tôi cố gượng nói, Hạ tiên sinh, tôi không khỏe lắm, nếu như không còn chuyện gì, cho phép tôi về trước nhé. Đúng, à đàn bà đó, đúng là còn nhớ cậu ấy. Hạ Triệu Bách hoàn toàn làm lơ tôi, khóe miệng cong lên, nụ cười ẩn ý, bảo, chỉ là người đáng lẽ nên nhớ cậu ấy thì đã quên từ lâu, người nên quên thì mãi không sao quên được. Cậu nói thế này là thế nào? Ngày ấy đã mất mấy năm rồi, người ta quên đi cũng là lẽ thường tình. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ hắn đang cảm thấy day dứt hay đang tự thôi miên mình. Dù thế nào tôi cũng chẳng muốn dính dáng với hắn ta nữa. Tôi gượng cười nói, xin lỗi, đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi gật đầu chào hắn, xoay người bỏ đi. Chợt cảm thấy cánh tay bị người ta giật mạnh về phía sau, tôi không kịp đứng vững liền đâm sầm vào một vòng tay cường tráng. Những cơ bắp chắc nịch ấy đập mạnh khiến tôi choáng váng mặt mày, mũi đau nhói. Tôi cố ngước mắt, bèn trông thấy ánh mắt lạnh băng của Hạ Triệu Bách. Tay hắn siết mạnh giữ diệt lấy cánh tay tôi, hình như hắn gằn giọng nói câu gì đó bên tai tôi. Tiếc rằng tôi chỉ cảm thấy đất trời chao đảo quay cuồng, tầm nhìn mơ hồ, không thể gắng gượng thêm nữa. Trước mắt tôi chợt tối sầm lại, tôi rơi vào hôn mê. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và subscribe kênh để đón chờ những bộ truyện tiếp theo nhé.